trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Quả thanh long chiếm tới 80% giá trị kim ngạch. Trước khi dịch bệnh diễn ra, trung bình mỗi năm trên dưới 700.000 tấn trái cây này được xuất qua Trung Quốc. Tiết giảm chi phí, thời gian vận chuyển, thủ tục đơn giản, nhanh chóng là yếu tố khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn xuất khẩu qua Lào Cai. Là một trong những doanh nghiệp là cái cầu nối để xuất nhập khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, đồng thời là xuất khẩu nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong thời gian qua thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã được nhận được sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan chức năng về phía tỉnh Lào Cai để cho chúng tôi được là hoạt động kinh doanh được thuận lợi, từ đó là giảm thiểu được các cái chi phí. Về phía tỉnh Lào Cai luôn hỗ trợ tối đa cho hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Từ việc bố trí bến bãi, phân luồng ưu tiên, hỗ trợ tối đa mở tờ khai hải quan, đảm bảo hàng hóa thông quan nhanh nhất, không xảy ra ùn tắc. Tỉnh cũng thường xuyên tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại để kết nối với các doanh nghiệp vùng trồng nông sản và tìm kiếm thị trường tại các tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Lào Cai đã thể hiện được vai trò cầu nối, cửa ngõ của trục hành lang kinh tế cũng như là của Việt Nam ASEAN với thị trường Việt Nam Trung Quốc và ngược lại. Những kết quả đó được chứng minh qua cái tốc độ tăng trưởng hàng năm về cái kim ngạch xuất nhập khẩu luôn trên 20%. Hiện có gần 600 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lào Cai. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng đã và đang làm tốt vai trò cầu nối để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản của Việt Nam tìm kiếm thị trường, hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Chúng tôi kỳ vọng về một cái thị trường Hàng Châu với cái dân số đông và cái tiêu thụ tương đồng sẽ là mở ra một cái thị trường rộng mở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển ngày một bền vững và có một cái tỷ suất là giao lưu, trao đổi xuất nhập khẩu giữa hai bên ngày càng tăng thêm. Các doanh nghiệp của các tỉnh thành ở phía Việt Nam thông qua được cái hiệp hội doanh nghiệp, thông qua trung tâm xúc tiến thương mại và thông qua cái cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì sẽ đến được sâu rộng hơn với nhiều các tỉnh thành ở phía bên Trung Quốc. Liên kết vùng trong hỗ trợ xuất khẩu nông sản chắc chắn sẽ khởi sắc hơn khi cảng hàng không Sapa được xây dựng, khổ đường sắt phía Lào Cai Việt Nam được đầu tư đồng bộ với phía Vân Nam Trung Quốc. Tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, cùng với đó là xây dựng cơ chế thông thoáng ưu đãi nhất trong khuôn khổ luật pháp cho phép, để Lào Cai thực sự trở thành điểm kết nối hiệu quả giữa thị trường Việt Nam và Trung Quốc.